Chào quý vị, hôm nay Kingdom Channel trở lại để chia sẻ với quý vị một đề tài nói về cuộc sống của người già ở Mỹ nói chung và nói về những nỗi niềm của người già Việt Nam khi định cư ở nước ngoài nói riêng. Thì đây là một cái đề tài có thể nói là một câu chuyện muôn thuở, càng đến ngày gần đất xa trời, càng già thì người ta lại càng muốn trở về cái nơi mà gọi là quê hương của mình. Thì nếu không thì dù con đàn cháu đống, rất có thể cũng vẫn chỉ là vợ chồng già ở với nhau thôi. Buồn hơn nữa là khi mà hai vợ chồng đang ở với nhau như vậy mà một người ra đi, thì cái người ra đi sau là cái người mà đau khổ nhất, phải sống một mình hoặc là phải vào nhà dưỡng lão. Và cái tình cảnh ấy thì dường như là đã là quy luật sinh tử của kiếp người, không phân biệt màu da hay nguồn cội ở các nước phát triển, đặc biệt là ở Mỹ. Rất có thể là có một số nước khác ở châu Á thì cũng đang đi đến cái quá trình này. Và nếu không lầm thì chỉ dăm 10 năm nữa thì ở những thành phố lớn của Việt Nam như là Hà Nội hoặc là Sài Gòn thì có không ít những người già cũng có hoàn cảnh như là một số những người già trong cái bài viết sau đây. Xin mời quý vị cùng nghe chúng tôi chia sẻ nhé. Đây là một cái câu chuyện viết về một người bà già có tên là Nam. Bà Nam thì ít khi được rảnh rỗi lắm cuối tuần, bởi vì đã từ lâu là bà làm việc ở trong một cái nhà hàng của Mỹ. Thì vì làm việc ở trong nhà hàng cho nên giờ giấc nó không có cố định, giờ giấc rất là bất thường, hôm thì làm nhiều, hôm thì làm ít. Trong khi mọi người được nghỉ cuối tuần thì có khi bà lại phải làm tới nửa đêm. Còn ông Nam là chồng của bà thì là một cái người thợ máy, cho nên là giờ giấc của ông thì tương đối là ổn định hơn là giờ giấc của bà. Từ 7 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều mỗi một ngày là 9 tiếng đồng hồ, chưa kể 5 tiếng ngày thứ bảy. Thì mỗi một tuần thì ông đã phải làm việc khoảng 50 tiếng đồng hồ. Mấy đứa con của ông bà này nó cứ cằn nhằn hoài là ba phải nghỉ đi, ba đủ credit rồi, đủ tuổi về hưu rồi, còn làm gì nữa, bộ ba không thấy đủ mệt rồi hay sao? Điều đó thì là một cái điều mà ông bà Nam cũng hiểu chứ đâu phải là không hiểu, rất là rõ, hiểu rõ lắm. Sở dĩ hai ông bà còn nấn ná làm thêm vài năm nữa là bởi vì còn chút gánh nặng ở quê nhà. Cả hai người còn mẹ già trên 90 tuổi phải phụng dưỡng, rồi còn anh em, còn con cháu, còn bạn bè, thỉnh thoảng cũng phải gửi tiền về giúp đỡ. Chuyện này thì mấy đứa con cũng phản đối sùm. Bà Nam thì không cãi lý với đám con, bởi vì tụi nó nói rất là đúng. Nhất là câu là ba má đã già rồi, thì bà nghĩ thầm là trời, mình già thật rồi sao? Mới đây mà, thời gian sao nhanh quá. Buổi sáng thứ bảy thật là trong lành và yên tĩnh. Căn chung cư này phần lớn là người già ở, vài người trẻ độc thân thì thỉnh thoảng cuối tuần bà mới thấy họ mang bạn trai hoặc là bạn gái về, bè bạn tụ họp lại để mà mở tiệc tùng suốt đêm thứ sáu hoặc thứ bảy. Và những lúc ấy thì bà mới cảm nhận được cái sự rộn ràng và đông vui của cái khu chung cư này. Ngoài ra thì họ đã đi ra đi vào một cách lặng lẽ, vì thế mà bà Nam chỉ nghe được tiếng chim hót gần như là quen thuộc mỗi ngày. Thậm chí là vào mùa thu thì bà còn nghe được tiếng lá rơi khẽ khàng ở bên ngoài cửa sổ. Hơn 20 năm rồi thì ông bà Nam này sống lặng lẽ với người Mỹ riết rồi, họ cũng quen. Vì thế mà năm ngoái khi xuống San Diego để dự đám cưới của một người cháu, với cái tiệc chiêu đãi 40-50 bàn tiệc thì bà Nam kêu là mệt quá, thở không nổi và phải chạy ra ngoài. Bà Nam vừa uống ly cà phê lại vừa ăn Cheerio, tự nhiên bà lại thèm một tô bún riêu. Cái vùng gọi là vùng King of Prussia ở Pennsylvania này thì kiếm đỏ con mắt cũng không thể có một tiệm ăn Việt Nam, bởi vì người Mỹ trắng đã chiếm tới 95% dân số. Phía trước nhà là xa lộ 202 và phía sau là xa lộ 422. Có rất là nhiều quán xá, nhiều nhà hàng, nhiều khách sạn, đặc biệt là gần sát bên shopping mall nổi tiếng. Cho nên lúc mà nào mà buồn đó, thì bà cứ thả bộ ở trong mo lượn qua lượn lại chán chê, rồi bà lại ngồi uống cà phê một mình. Bà Nam nghĩ ngợi rung lắm, điều đó làm cho bà mất ngủ rất là nhiều đêm, và bà không biết là phải binh đường nào cho đúng.
Trước đây thì bà nghĩ rằng khi mà các con học xong đại học ra trường thì ông bà sẽ đi học trở lại. Nhưng cái nợ áo cơm nó cứ đeo đẳng bên mình, bà gỡ mãi không ra. Lại thêm sức khỏe của cả hai mỗi ngày một yếu đi. Có nhiều người quen gặp bà thì thường nói là con cái của ông bà toàn là sư với sĩ, nhà cửa thênh thang, sao không về ở với chúng nó, sao lại cứ chui rút trong cái apartment chật chội như vậy. Bà chỉ cười và trả lời, tại hai thằng tui thích vậy mà, có độc lập tự do thì mới hạnh phúc được chứ. Các con của bà lớn lên ở vùng Bắc Mỹ này nên ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng của văn hóa bờ đông, nên nếp nghĩ, nếp sống có phần nào khác với văn hóa của Á Đông. Bà Nam đã hiểu rõ chuyện này. Con cái có gia đình riêng, ít khi muốn cha mẹ ở chung và ngược lại. Người Mỹ thì khi tuổi đời xế bóng cũng không muốn làm phiền con cái. Huống hồ chi là giới trẻ ở Mỹ này khi mà đã hơn 21 tuổi rồi thì không muốn ở chung với cha mẹ nữa. Họ có thể ở chung với roommate, tức là bạn ở chung phòng, hoặc là boyfriend hay girlfriend để khỏi bị con mắt dòm ngó của cha mẹ hỏi han đủ thứ, là con đi đâu với ai, mấy giờ về, hay là sao mà về trễ quá vậy, má ở nhà trông con hụt hơi không ngủ được, vân vân và vân vân. Khi mà mới qua Mỹ được vài năm thì bà Nam đã phác họa ra một cái tương lai của ông bà khi về già, tức là sau khi xong bổn phận với các con thì buông bỏ công việc, ông bà sẽ hát câu hồi hương về lại Sài Gòn để sống hết quãng đời còn lại, để hưởng thụ tuổi già với quê hương làng nước, để tay trong tay khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên. Nhưng bây giờ bà đã thay đổi ý định. Mấy hôm nay bà Nam cứ băn khoăn về việc con gái út đề nghị ông bà retire, tức là nghỉ hưu, về ở với nó. Bà cảm động về sự ưu ái, về sự quan tâm của con. Nhưng bà nói, để thư thả đã con, giờ đây ba má còn công việc, còn đi làm, còn lo cho mình được. Chừng nào mà yếu sức quá thì hẳn hay, con hãy lo cho mình đi. Con rước hai cái con khỉ già này về nhà, con ngồi trong ngóc đó làm gì, con còn phải lo lấy chồng nữa chứ. Bà Nam lo ngại là phải, vì bà nghe ngóng chung quanh việc cha mẹ ở chung với con cái đã xảy ra nhiều chuyện đau lòng. Vì bà là người sensitive, và tức là người nhạy cảm, không đơn giản như người khác, bà rất dễ bị tổn thương. Ông Kim là người hàng xóm ở Việt Nam với bà, là chủ của một tiệm may lớn nổi tiếng ở Sài Gòn, là một ví dụ điển hình. Sau khi vợ mất thì đứa con gái bảo lãnh ông qua Mỹ. Sau khi bán căn nhà mặt tiền ở đường Phan Thanh Giản, chia chác đồng đều cho các con. Những tháng đầu tiên ở Mỹ thật là huy hoàng đối với ông, vì ông có chút tiền đi chơi đây chơi đó. Tuổi già thì ở nhà mãi cũng buồn, ông theo mấy ông bạn già hưu trí đi casino chơi game cho đỡ buồn, cho giải khuây. Ban đầu thì kéo máy chỉ từ 5 đến 10 đô la thôi, sau đó thì lên đến vài chục, vài trăm đô. Có thắng được đôi lần, nhưng lại thua lại cả chục lần. Đó, số tiền bán nhà mang qua Mỹ gần dần vơi dần đi, và từ từ ông đã bị mang nợ. Vợ chồng đứa con gái phải nuôi dưỡng 3 năm mới xin được tiền già. Nay lại thêm trả nợ cho ông nên thằng con rể khó chịu ra mặt. Ban đầu thì nó còn cằn nhằn con gái của ông, sau đó thì nó nói thẳng luôn, ông là đồ ăn hại. Ông Kim đau đớn bỏ về lại Việt Nam, sau đó vài tháng thì mất. Bà Nam cũng không quên được câu chuyện của người bà con ở Buffalo, thành phố New York, là một người có tên là Hoa. Bà Hoa sống với gia đình người con trai trưởng đã lâu. Mỗi năm vì thời tiết quá lạnh, bà làm con chim trốn tuyết, đi về San Jose với gia đình con gái từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Khi miền Đông Bắc ấm áp vào mùa xuân thì nhiều năm như vậy bà Hoa rất vui tươi hạnh phúc với con với cháu. Năm ngoái gần Noel thì bà Hoa bị bệnh, phải vào bệnh viện. Sau vài tuần khám nghiệm thì bác sĩ nói rằng bà bị cancer gan thời cuối. Người con trai trưởng từ Buffalo bay xuống San Jose thăm mẹ và đề nghị với vợ chồng cô em gái là dọn một phòng riêng cho mẹ dưỡng bệnh. Thì cô con gái lại lo buồn vì mẹ bệnh nặng gần đất xa trời, trong khi anh chồng thì lại lo chuyện khác. Anh ta thủ thỉ với vợ là, em à, thương má thì ai cũng thương hết, nhưng đưa má về ở trong nhà mình, rồi má đi trong nhà này thì
thì nhà mình kể như mất giá, sau đó muốn bán hay trade in cũng khó lắm. Dĩ nhiên là bà Hoa đã không được về nhà mà phải chuyển trại từ bệnh viện sang nursing home, tức là nhà dưỡng lão, rồi sang rehab, tức là cái khu phục hồi chức năng để săn sóc đặc biệt. Và bà Hoa cũng đã mất sau đó chỉ hơn một tuần và được giao cho funeral home, tức là nhà tang lễ ở San Jose, California, chuyển bằng máy bay về lại Buffalo. Một cảm nhận khác mà bà Nam thấy được chung quanh cái building này là người Mỹ về già thì sống lặng lẽ và chết cũng âm thầm. Cách đây vài năm cũng ở building này, ở tầng 1 này, có một ông Mỹ già chết 1-2 ngày mà không ai hay. Khi người janitor, tức là người quản lý, phát hiện ông nằm co chết cứng trong apartment mới tá hỏa gọi cho police. Hiện nay còn bà Thema ở căn số 14 cùng building với bà Nam. Bà này già, già lắm rồi, cũng một mình thui thủi. Nghe nói bà có người con gái ở Alaska và một người con trai ở Florida, vậy mà bà Nam chưa bao giờ thấy họ tới thăm mẹ của mình. Có tiếng động nhỏ ở sau lưng, bà Nam quay lại nhìn. À, thì ra con chim cánh đỏ quen thuộc của bà đang đáp xuống liễn cơm khô và ngũ cốc mà bà vẫn để dưới góc balcony cho nó. Nó đáp lên đáp xuống nhiều lần, kêu chip chip. Tức thì 2-3 con khác nhỏ hơn xà xuống liễn cơm. Bà nghĩ bụng chắc là con của nó chăng. Mấy con chim nhỏ xíu lắm, lẫm chẫm đi hẳn vào trong liễn cơm, mổ lia lịa. Bà thấy vui vui trong lòng khi nhìn thấy đầm ấm tình mẹ con của đàn chim. Vài phút sau, chúng như đã no nê, con chim mẹ bay đi trước, còn đàn chim con ríu rít bay theo sau. Bà cũng vậy, tuần nào cũng vậy, ông bà lái xe qua thăm con, thăm cháu, và nhiều chủ nhật thì hấp tấp chạy về cho cuộc chạy đua nước rút. Sáng thứ hai hôm sau, bà nghĩ ai cũng có một cuộc đời riêng, một cách sống riêng, miễn là cách sống đó mỗi người thấy là đúng cho mình. Bà vẫn nói với mọi người, tôi vậy là được rồi. Trong một tương lai gần, chừng vài năm nữa, ông bà chắc sẽ nghỉ hưu. Chừng đó không biết phải sống ra sao, hoặc về ở với con, hoặc là cứ sống một mình, ở luôn với miền Đông Bắc lạnh giá này, hay chọn cho mình nơi ấm áp hơn như ở Cali, Texas hay Florida. Bà nghĩ tới những người già chậm chạp với cái walker, tức là cái khung hỗ trợ người già đi lại, thì bà thường gặp ở nơi làm việc hay là ngồi xe lăn ở dọc đường. Những đôi mắt xa vắng, buồn bã, thất thần hướng về nơi xa xăm nào đó của những người già trong viện dưỡng lão. Những bước chân run rẩy, những bàn tay vụng về rơi vãi thức ăn, phải cần người đút, bón. Những giọng nói yếu ớt, nói không ra hơi, những thân xác lụi tàn. Bà Nam biết mình đang trên đường đi tới những cái view đó, những cái hình ảnh cảnh tượng đó. Và bà đã nghĩ thầm, 30-40 năm rồi còn gì, biết bao nhiêu là cơ cực. Và bà nghĩ thêm, sao mình không được như những con chim kia nhỉ. Theo như ý kiến riêng của tôi thì cái nhân vật mà trong cái bài viết này á, là một trong những nhân vật mà điển hình của rất nhiều người già hiện tại sống ở nước Mỹ này, hoặc là sống ở những cái nơi khác trên thế giới. Thì có thể nói là về người già rồi, khi mà đã đến tuổi về hưu rồi á, thì đã gặp rất là nhiều những cái chuyện mà có thể nói là đáng suy nghĩ, vì buồn nhiều hơn là vui. Có nhiều người thì đi làm, kiếm đủ credit thì sẽ được hưởng nhiều những cái lợi ích của người già, chẳng hạn như là được hưởng Medicare, Medicaid, hoặc là hưởng tiền lương hưu trí của mình do công sức của mình làm ra từ khi mà sống trên đất Mỹ hoặc là trong những cái nước khác trên thế giới. Thì có thể nói là cuộc sống còn dễ thở, còn bớt khó khăn, bởi vì dù sao thì mình cũng được bảo đảm bởi một cái nguồn tiền đủ cho mình sống hàng ngày, hoặc là bảo đảm bởi một cái dịch vụ Medicare, Medicaid bảo đảm cho sức khỏe của mình. Mình muốn đi bác sĩ thì mình không phải trả tiền, hoặc là mình mua thuốc thì mình cũng không phải mất tiền trả tiền thuốc, hoặc có vào bệnh viện nằm thì đã có Medicare, họ trả cho 80%. Còn lại 20% thì mình có thể dùng cái tiền tiết kiệm của mình, hoặc là dùng tiền, hoặc là dùng chương trình Medicaid. Họ cho những cái người nghèo mà trong nhà băng mà không có đủ tiền để tiêu xài hàng ngày á, thì có thể nói là cuộc sống còn tạm thời ổn định. Thế nhưng mà chuyện đó chỉ là cái ổn định về mặt
thể chất thôi, còn về mặt tinh thần thì có thể nói là cũng chưa chắc gì đã là sung sướng và hạnh phúc. Bởi vì nhiều người á không có con cái thì khi về già thì sống một mình rất là cô đơn đau khổ, có những cái lúc vui cũng chẳng biết chia sẻ cho ai, mà những lúc buồn chán thì lại càng không biết là nói chuyện với ai để mà cho vơi bớt những cái tâm sự buồn chán của mình. Thế nhưng mà ngược lại á, có những người có con cái rất là nhiều nhưng mà con cái cũng chẳng quan tâm gì đến cha mẹ, cứ bỏ cha mẹ một mình cô đơn trong đau khổ, và có nhiều khi cũng chẳng điện thoại hỏi thăm cha mẹ ở xa. Mà thường thường thì khi mà con cái lớn lên ở cái xứ Mỹ này, họ có gia đình rồi, họ thường thường là ở xa cha mẹ, ít có người nào mà họ ở gần cha mẹ lắm. Cho nên có nhiều khi cha mẹ gặp những cái chuyện buồn hoặc là ốm đau bệnh hoạn nằm yên ở đó, thì có nhiều khi con cái cũng chẳng có gọi phone về để mà hỏi thăm cha mẹ. Thì đó là một trong những cái điều mà buồn nhất của người già. Có những người thì có con gái nhiều lắm, con trai cũng có, con gái cũng có, nhưng mà không biết ở với con nào cả. Bởi vì ở với con trai thì lại vướng con dâu, mà ở với con gái thì lại vướng con rể. Đấy, thì con của mình có nhiều khi thương mình, thế nhưng mà những người phối ngẫu của con mình thì nhiều khi chưa chắc họ đã thương mình. Thế cho nên là có nhiều khi ở chung mà cũng rất là gặp nhiều những cái khó khăn phức tạp xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Nhiều người có tiền ấy, mà ở chung với con trai hay con gái ấy, thế nhưng mà cũng vẫn buồn, vẫn chán. Bởi vì có nhiều khi mình cũng vẫn không được tự do sống trong cái điều mà mình mong muốn. Mình muốn làm cái việc này, việc kia, nhưng có nhiều khi con cái của mình cứ cản, nó không cho mình làm theo ý của mình. Cho nên cũng có thể nói là rất là đau khổ và buồn chán. Bởi vì mình già rồi mà, cho nên mình muốn có nhiều cái tự do trong suy nghĩ, trong tư tưởng, trong hành động, trong lời nói của mình. Nhưng mà có những cái suy nghĩ, những cái việc làm của mình, con cái nó cứ đứng ra nó cản. Thành ra nhiều người già rất là buồn chán, không muốn sống chung với con cái, không muốn sống chung với con trai cũng như con gái, cứ muốn sống một mình thôi. Thế nhưng mà khi mà muốn sống một mình ấy, thì lại cô đơn, lại đau khổ, lại không biết chia sẻ với ai. Đấy, có tự do thì lại không có những cái tình cảm thân mật giữa con cháu của mình, và không có tự do phải sống với con với cháu thì lại có nhiều cái hạn chế. Cho nên là đó là những cái nỗi niềm riêng mà của những người già của Việt Nam mình sống trong xứ Mỹ cũng như là trong các nước trên thế giới mà không ai biết được. Chỉ có những người sống trong cuộc thì mới có thể hiểu được những cái nỗi niềm, những cái đau khổ của những người già thôi. Đấy, thà rằng có nhiều người không có con thì họ sống một mình họ, hoặc là họ vào viện dưỡng lão họ sống thôi, họ chấp nhận không ai thăm viếng cũng được. Thế nhưng mà có nhiều người có con rồi á, nên mà vẫn phải sống trong những cái sự cô đơn đau khổ khi mà sống chung với con cháu cũng như là không sống chung với con cháu. Đó mới là những cái người mà đau khổ hơn nữa, hơn những người không có con cháu nữa. Thì đây là một trong những cái ý kiến riêng của tôi thôi. Còn những người nào mà những ai mà đọc cái bài viết này và nghe chúng tôi chia sẻ thì mà có ý kiến nào khác thì mong quý vị comment ở phía dưới nhé. Chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những video kế tiếp nhé.